Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hay tôi đang ở đây là địa phận của xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trên cái con đường này, đường nối thẳng ra đường 7, tỉnh lộ 765 này, đi về Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Đấy, đây khu dân cư này, nhà cửa này, đối diện này, nhà có số hẳn hoi nhé quý vị nhé. Thì giới thiệu quý vị một lô đất ở phía bên này này. Đó, có diện tích là gần 2.000 m², chiều ngang 27 à? Chiều ngang 27 m, giá đang chào bán là 160 triệu mét ngang, trong đó có 300 m đất ở luôn, 300 m đất ở. Đất thì cũng tương đối vuông vức, đằng trước 27 và đằng sau như 26 à? 23 à? Đằng sau còn 23 m thôi. Đấy, tức là nó hẹp mất 4 m đằng trước và đằng sau. Còn tôi có một cái video khác nói về một cái lô đất cách cái này một lô. Cái này là chiều ngang 26 m nhá. Giá nó cũng tương đương nhau thôi. Giá tương đương. Lô này thì có 200 m đất ở và lô kia thì có 300 m đất ở. Đấy. Thì có hai lô là như vậy quý vị nhá. Hai lô giáp nhau. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.